Các tin tức trên thế giới. Trung Quốc và Nga có thái độ gì sau màn tranh luận đáng thất vọng của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ cuối tuần qua? Ông Biden bàn bạc với gia đình về quyết định nên dừng hay đi tiếp trong cuộc tranh cử 2024. Cùng thời điểm, ông Trump được Đảng Cộng Hòa gợi ý hành động mới. Hơn 49 triệu người Pháp bắt đầu quyết định vận mệnh quốc gia. Trong tâm điểm thế giới, chiến tranh lai, cách Nga đang âm thầm phá hủy NATO. Tin trong nước, các chính sách có hiệu lực từ tháng 7. Phát hiện ô tô mang biển số lật ngụy trang như trong phim. Thêm người mất tiền tỷ khi cài ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Đến với lễ hội đánh cá truyền thống hơn 300 năm ở tỉnh miền Trung. Trong chuyển động sáng nay, chuyên gia chia sẻ hướng bảo vệ người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Tiki, Lazada. Mời quý vị đón xem. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang theo dõi bản tin sáng. Và thưa tất cả quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, ngày 1 tháng 7 và cũng là ngày đầu tuần. Xin được chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều năng lượng tích cực và thật nhiều niềm vui. Và quý vị thân mến, như thường lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với phần tin thế giới đáng quan tâm. Sau màn tranh luận đáng thất vọng của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ cuối tuần qua, phản ứng của thế giới chia làm hai trường phái. Một bên là nhạo báng từ các đối thủ của Mỹ, một bên là lo ngại từ các đồng minh. Các đối thủ của Mỹ không chỉ nghĩ rằng Tổng thống Biden đã thất bại trong cuộc tranh luận, họ còn cho rằng nước Mỹ mới là kẻ thua cuộc thật sự. Các phương tiện truyền thông quốc gia tại Nga, Trung Quốc và Iran đã lợi dụng cuộc tranh luận để chỉ trích Hoa Kỳ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng ông Putin quá buồn chán để thức dậy và theo dõi cuộc tranh luận ở Mỹ. Nhưng chúng tôi đã xem các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc tranh luận này. Ông Peskov nói thêm rằng Điện Kremlin không hề cố gắng đánh giá cuộc tranh luận hay đưa ra kết luận chính thức và nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ can thiệp vào các chiến dịch bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên, bên ngoài Điện Kremlin, truyền thông Nga được cho là đã ca ngợi cuộc tranh luận này là một chiến thắng dành cho Nga, với việc ông Putin được đặt vào vị thế sẽ được đưa ra các điều khoản trong cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt nếu ông Donald Trump giành được Nhà Trắng. Họ nhấn mạnh những từ ngữ như cái miệng há hốc, đôi mắt không chớp và biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt của ông Biden. Trung Quốc cũng có quan điểm không thuận lợi về cuộc tranh luận. Tờ Global Times gọi đây là cuộc tranh luận tổng thống hỗn loạn nhất từ trước đến nay, đồng thời nêu bật những lần mà ông Biden và ông Trump nói về Trung Quốc. Tờ Beijing News cho rằng cuộc tranh luận đã bộc lộ những khuyết điểm của cả hai ứng cử viên. Trong đó, ông Biden và ông Trump thường xuyên bối rối thay vì trả lời trực tiếp các câu hỏi. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã tập trung vào một số lần lỡ lời và phát biểu không rõ ràng của ông Biden, đồng thời đánh giá thấp ông Trump vì không trả lời trực tiếp các câu hỏi, trong khi chỉ đưa ra những tuyên bố chứa nhiều sự cường điệu và sai sự thật. Theo Newsweek, cựu biên tập viên Hu Xijin trên nền tảng truyền thông xã hội X đã chế nhạo cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ rằng, nói một cách khách quan, thành tích kém cỏi của hai ông già này là một quảng cáo tiêu cực cho nền dân chủ phương Tây. Chuyên gia về Trung Đông và tổng biên tập tờ The Foreign Desk là Lisa Daftari cảnh báo rằng diễn biến tầm thường tại cuộc tranh luận sẽ thu hút sự quan tâm của tất cả các đối thủ của Mỹ. Bà Daftari nói, bất kỳ đối thủ nào của Mỹ đều có thể coi màn trình diễn của Tổng thống Biden như một lời nhắc nhở rằng nhà lãnh đạo của thế giới tự do hiện kém năng lực hơn. Phản ứng ở các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng không mấy sáng sủa, bắt đầu từ thông điệp khó hiểu của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trên mạng xã hội X. Một số người coi đó là một sự so sánh bất lợi giữa ông Biden và Hoàng đế La Mã vĩ đại Marcus Aurelius. Ông Sikorski viết, Marcus Aurelius là một vị hoàng đế vĩ đại, nhưng ông ấy đã phá hủy quyền kế vị của mình bằng cách truyền ngôi lại cho đứa con trai yếu đuối là Commodus, người đã dẫn đến sự suy tàn của Rome. Hãng tin Le Monde của Pháp mô tả cuộc tranh luận là một cơn bão khủng khiếp và than phiền về nỗi ám ảnh của ông Biden khi cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi bản lề bằng cách chế nhạo các câu trả lời của ông Trump. Tờ Der Spiegel của Đức đã so sánh cuộc tranh luận như một vụ tai nạn xe hơi và hoan nghênh nhiệt tình cả hai ứng cử viên về màn trình diễn hát tuồng trên sân khấu. NBC News cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận về tương lai của chiến dịch tái tranh cử của mình với gia đình vào Chủ nhật ngày hôm qua 30 tháng 6 tại trại David.
khả năng rút lui của ông Biden diễn ra khi chiến dịch tranh cử của ông tiếp tục nhấn mạnh rằng việc ông bỏ cuộc sẽ chỉ dẫn đến nhiều hỗn loạn và khiến cho đảng Dân Chủ lo ngại. Khi ông Biden phải đối mặt với đám đông phản đối cầm bảng có dòng chữ "Hãy bỏ cuộc" tại Hamptons, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden là Rob Fahelty lập luận trong một email rằng ông Biden bỏ cuộc là cách nhanh nhất giúp cho ông Trump chiến thắng. Ông Biden vẫn sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cũng tại sự kiện ở Hamptons, The Times đưa tin một số nhà tài trợ lớn ở thung lũng Silicon đang cố gắng tiếp cận đệ nhất phu nhân để thuyết phục bà Jill Biden ủng hộ cho một ứng cử viên trẻ hơn. Trong khi đó, bà Nikki Haley, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và các thành viên khác đã khuyến khích cựu tổng thống Trump chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến với một đối thủ tiềm năng trẻ hơn. Theo một bài báo đăng trên The Wall Street Journal, bà Haley nói phần tranh luận của Tổng thống Biden rất có vấn đề, đồng thời khuyên ông Trump nên sẵn sàng cho thách thức mạnh mẽ từ thế hệ lãnh đạo mới. Bà cho rằng đảng Dân Chủ sẽ có chiến lược mới, họ sẽ giới thiệu một người trẻ hơn và năng động hơn. Đảng Cộng Hòa phải tận dụng thời gian này để chuẩn bị cho những gì đang ở phía trước, vì đảng Dân Chủ sẽ không có cơ hội thắng nếu họ kiên trì chọn ông Joe Biden là ứng cử viên. Bà Haley nhấn mạnh sự tương phản trong cách thể hiện giữa sự quyết đoán của ông Trump và ông Biden được cho là không có khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình một cách hiệu quả. Bà khẳng định sẽ còn rất nhiều những thách thức bầu cử trong tương lai. Chuyển sang một thông tin tiếp, người dân Pháp đã đến các điểm bỏ phiếu vào ngày Chủ nhật 30 tháng 6 để bầu ra các thành viên quốc hội mới khi đất nước đang đứng trước một ngã rẽ chính trị quan trọng. Hơn 49 triệu cử tri đã đăng ký sẽ có thể bỏ phiếu để bầu ra 577 thành viên quốc hội trong nhiệm kỳ 5 năm. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ địa phương và kéo dài trong 12 tiếng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán quốc hội và tuyên bố bầu cử sớm sau khi đảng tập hợp quốc gia RN cực hữu giành được hơn 31% phiếu bầu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm 9 tháng 6, đánh bại phe ôn hòa của ông Macron. Cuộc bầu cử quốc hội toàn quốc sẽ được tổ chức thành hai vòng. Theo đó, vòng thứ hai diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Một đảng chính trị hoặc liên minh cần ít nhất 289 ghế để đảm bảo đa số trong quốc hội. Các ứng cử viên cần đạt được ít nhất 50% số phiếu trong khu vực bầu cử của họ để được bầu vào vòng đầu tiên, trong khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt ít nhất 25%. Tất cả ứng cử viên có số phiếu bầu ít hơn 12,5% sẽ bị loại khỏi cuộc đua và không đủ điều kiện vào vòng 2. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 có thể diễn ra giữa hai hoặc nhiều ứng cử viên cho một ghế cụ thể. Chiến thắng sẽ thuộc về người có số phiếu bầu cao nhất. Ba liên minh chính thống trị bối cảnh chính trị Pháp hiện nay là liên minh cánh hữu RN với đảng Cộng Hòa, liên minh trung dung cùng nhau vì nền Cộng Hòa và đảng Mặt trận Bình Dân mới cánh tả. Trong thông báo nhằm xua tan những nghi vấn về kế hoạch tương lai của mình, Tổng thống Macron cho biết ông dự định ở lại cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2027. Đến với phóng sự tâm điểm thế giới. Một vụ cố gắng phá hoại và phóng hỏa một gara xe buýt ở Praha hồi đầu tháng này, mặc dù bất thành nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý. Cho đến gần đây, chính Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tiết lộ rằng rất có thể Moscow đã đứng sau vụ việc này. Ngay sau đó, các quan chức an ninh của nhiều chính phủ đã cùng lên tiếng cảnh báo về một loạt các vụ việc tương tự đã xảy ra trên khắp châu Âu trong những tháng qua. Một bảo tàng ở Riga là mục tiêu trong một cuộc tấn công đốt phá vào tháng 2. Một nhà kho ở London bị cháy vào tháng 3. Và một trung tâm mua sắm ở Warsaw cũng bốc cháy vào tháng 5. Cảnh sát ở Đức đã bắt giữ một số người bị tình nghi lên kế hoạch cho các vụ nổ và tấn công đốt phá vào tháng 4. Và chính quyền Pháp đã mở một cuộc điều tra chống khủng bố sau khi bắt giữ một nghi phạm chế tạo bom sát thương trong một vụ nổ bất thành hồi đầu tháng này. Nhiều cuộc tấn công mạng và sự cố gián điệp đã được báo cáo ở các nước châu Âu. Đồng thời, Liên minh châu Âu đã cáo buộc Nga và Belarus vũ khí hóa di cư bằng cách đẩy những người xin tị nạn từ các nước thứ ba đến biên giới EU. Cũng đã có một số cuộc tấn công đáng ngờ nhằm vào các cá nhân. Ví dụ, một người đào tẩu Nga được phát hiện bị bắn chết ở Tây Ban Nha và một nhân vật đối lập lưu vong ở Lithuania đã bị tấn công dã man bằng búa. Các cuộc tấn công tưởng chừng như ngẫu nhiên này đều có một điểm chung. Theo giới chức địa phương, chúng đều có liên quan đến Nga. Mặc dù có vẻ riêng lẻ, nhưng gộp lại những sự cố này sẽ dẫn đến điều mà các chuyên gia an ninh cho rằng đó là cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhắm đến phương Tây.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một sự kiện ở Canada vào tuần trước rằng chúng tôi bị đe dọa không phải bởi một cuộc tấn công quân sự trực diện, mà là một cuộc chiến ngầm bao gồm mọi thứ từ việc can thiệp vào các quy trình chính trị của chúng tôi, làm suy yếu niềm tin vào các thể chế chính trị của chúng tôi, truyền bá thông tin sai lệch, các cuộc tấn công mạng và các hành động phá hoại chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng. Moscow chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào và chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNN và các kênh truyền thông phương Tây. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng ông coi cuộc chiến ở Ukraine là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn với NATO. Và ông coi chính phủ ở Kiev chỉ là một đại diện của phương Tây. Và cứ mỗi lần phương Tây gia tăng viện trợ cho Ukraine, cho dù thông qua việc cung cấp vũ khí mới hay áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Điện Kremlin sẽ tăng cường các hành động đe dọa của mình. Rod Thornton, giảng viên cao cấp về nghiên cứu quốc phòng tại King's College London cho biết, Nga đang sử dụng chiến dịch phá hoại như một giải pháp thay thế cho một cuộc chiến toàn diện với NATO. Ông nói, từ lâu học thuyết quân sự của Nga đã cố gắng tránh đối mặt với NATO trên chiến trường bởi vì họ biết rằng họ sẽ thua. Những gì họ đang làm là thực hiện các hoạt động dưới ngưỡng xung đột vũ trang vì họ sẽ không kích động phản ứng theo Điều 5 từ NATO. Điều 5 là nguyên tắc nền tảng nói rằng một cuộc tấn công vào thành viên NATO là tấn công vào tất cả các thành viên. Từ đó đến nay, quy tắc này chỉ được sử dụng một lần, đó là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 của Al-Qaeda vào Hoa Kỳ. Ông Thornton nói rằng bằng cách cố tình giữ các cuộc tấn công dưới ngưỡng xung đột vũ trang, Nga đang hy vọng gây thêm chia rẽ trong NATO. Bà Nicole Woodcock, nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thì cho rằng mục tiêu chính của Nga hiện nay là làm gián đoạn dòng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Bà nói, các hoạt động kết hợp này là một phần trong nỗ lực chiến tranh của Nga nhằm làm suy yếu quyết tâm của phương Tây ủng hộ Ukraine và làm xói mòn sự đoàn kết NATO. Bà cũng đồng thời cảnh báo rằng về lâu dài, Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp hơn. Bà nói với CNN, kể từ trước chiến tranh, Nga đã và đang tiến hành các hoạt động kết hợp này chống lại NATO, phương Tây và EU, song song với nỗ lực cải thiện khả năng quân sự của mình nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm ẩn trong tương lai với NATO. Đến với chuyên mục Thế giới kỳ thú, một người đàn ông người Brazil có tình yêu với môn bóng đá cuồng nhiệt đến nỗi anh đã tìm tòi và sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ những chiếc áo đấu của cầu thủ bóng đá. Với những căn phòng chứa đầy tủ treo quần áo, anh Cassio Brandão đã đoạt kỷ lục Guinness với chứng nhận là người sở hữu bộ sưu tập áo bóng đá lớn nhất thế giới. Từ chiếc áo đấu hiếm hoi của Pelé cho đến chiếc áo đấu World Cup 1998 có chữ ký của Ronaldo, nhân viên 41 tuổi của Google này đã tích lũy được tổng cộng 6.101 chiếc áo đấu kể từ khi anh bắt đầu sưu tập chúng vào năm 2000. Anh nói, đây không chỉ là 6.101 mảnh vải, mà chúng là 6.101 câu chuyện kể về lịch sử của môn thể thao vua. Bộ sưu tập của Brandão bao gồm chiếc áo Pelé mặc khi cầu thủ người Brazil có biệt danh là The King gặp gỡ nữ hoàng Anh Elizabeth vào năm 1968. Khi đó, bà là khách mời danh dự trong một trận đấu tại sân vận động Maracanã hoành tráng tại Rio de Janeiro trong chuyến thăm chính thức Brazil. Những kỷ vật của Pelé chính là tài sản lớn nhất của bộ sưu tập này, bao gồm những chiếc áo đấu có chữ ký và những bức ảnh của cố huyền thoại bóng đá, người đã qua đời vào tháng 12 năm 2022. Anh Brandão cũng trưng bày chiếc áo khoác mà nhà vô địch thế giới công thức 1 Lewis Hamilton đã mặc 7 lần, lần thứ 7 tại giải Sao Paulo Grand Prix vào năm ngoái. Tiếp theo mời quý vị đến với tin trong nước. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, một số chính sách nổi bật có hiệu lực bao gồm: thứ nhất, tăng lương cơ sở. Theo đó, tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Trợ cấp ưu đãi người có công tăng từ 2,055 triệu lên 2,789 triệu đồng một tháng. Chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng một tháng. Lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%.
Chính sách thứ hai là tích hợp giấy tờ trên cổng dịch vụ công trực tuyến VNEID. Người tham gia giao thông có thể trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan qua ứng dụng VNEID. Thứ ba, liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi có thể thực hiện cùng lúc trên cổng dịch vụ công. Thứ tư, thuế VAT tiếp tục giảm 2%, từ 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết năm nay. Việc hạ 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Chính sách nổi bật cuối cùng là 4 cấp xác thực giao dịch trực tuyến ngân hàng. Quy định của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực trong thanh toán trực tuyến được chia thành 4 cấp độ từ đơn giản đến phức tạp dựa trên giá trị và loại giao dịch, lần lượt là đăng nhập bằng mật khẩu hoặc mã PIN, xác thực bằng các hình thức OTP, nhận dạng sinh trắc học gắn với thiết bị cầm tay hoặc bằng chữ ký điện tử an toàn. Theo quy định tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mô tô và xe gắn máy sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải định kỳ. Điều 42 của luật này quy định việc kiểm định khí thải chỉ áp dụng cho xe mô tô và xe gắn máy và phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm định đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường. Cũng liên quan đến phương tiện giao thông, lúc 10 giờ sáng 30 tháng 6 tại trạm thu phí cao tốc Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 2, cục cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra ô tô Land Cruiser VX mang biển số 80B9189. Trên xe có 5 người, lái xe tên Nguyễn Đình Hát, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác phát hiện ô tô này sử dụng biển số 80B9189 không đúng với đăng ký xe do Công an thành phố Hà Nội cấp. Đồng thời, xe còn được trang bị thiết bị lật biển số với biển số khác ở mặt sau là 29A45565. Qua kiểm tra, biển số 80B9189 thực tế thuộc quản lý của Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ. Nguyễn Đình Hát thừa nhận xe mang biển số thật là 29A45565 và đã lắp thiết bị lật biển số. Qua xác minh, Nguyễn Đình Hát đang công tác tại một cơ quan trung ương. Đội cảnh sát giao thông số 2 đang tiến hành xác minh dấu hiệu trục lợi của Hát khi sử dụng xe mang biển xanh giả để qua các trạm thu phí chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của phương tiện 80B9189. Vụ việc đang được điều tra xử lý. Chuyển sang tin tức về trật tự xã hội. Ngày 30 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy đang điều tra xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ công an. Trước đó ngày 11 tháng 6, chị T, 41 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ công an phường Trung Hòa thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi và yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau khi cài đặt, chị T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Chị đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm giả mạo vì các phần mềm này có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, kiểm soát tin nhắn và cuộc gọi, truy cập tài khoản và chuyển tiền của nạn nhân. Khi gặp dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an. Các tin tức khác. Cuối tuần qua, 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng anh dũng chiến đấu và hy sinh tại 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã được đón về nước tại cửa khẩu quốc tế Samat, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam với những vị anh hùng. 172 hài cốt này được đội K70, K71 phối hợp với quân đội Hoàng gia Campuchia tìm kiếm, quy tập và đưa về nước. Sau buổi lễ trang trọng, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, huyện Tân Biên. Tại đây, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức nghi thức lễ truy điệu và an táng, tôn vinh và tưởng nhớ mãi mãi những hy sinh cao cả của các liệt sĩ vì nền độc lập và hòa bình của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam, hôm qua 30 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi công nhân lao động khó khăn, những người chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới trước đây. Các cặp đôi tham gia lễ hội này đến từ các khu công nghiệp trong tỉnh Bình Dương. Họ đã tìm hiểu nhau trong quá trình lao động, nhưng do nhiều khó khăn như tài chính, dịch bệnh, nuôi con nhỏ, họ chưa thể tổ chức đám cưới. Lễ cưới tập thể đã mang đến cho họ cơ hội để có một buổi lễ trang trọng, ý nghĩa theo phong tục truyền thống của dân tộc. Mỗi cặp đôi đã được ban tổ chức tặng 2 chiếc nhẫn cưới và khuyên tai trị giá hơn 10 triệu đồng cùng toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới. Đây là dịp để các cặp vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc bên nhau và xây dựng gia đình vững mạnh.
Do tác động nghiêm trọng của dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã giảm mạnh về số lượng. Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Cạn, cuối năm 2023, toàn tỉnh có gần 418.000 con lợn, nhưng đến nay, tổng đàn chỉ còn khoảng 181.000 con, giảm hơn 235.000 con trong 6 tháng đầu năm 2024. Dịch bệnh tả châu Phi kéo dài khiến nhiều hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh bị ốm, chết và chưa thể tái đàn. Thậm chí một số thôn hiện không còn lợn. Số lợn chết chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại tạm bợ, thiếu kiên cố và không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh. Nhiều hộ chưa áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật vào chăn nuôi. Tính đến ngày 28 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 2.830 hộ dân tại 96 xã thuộc 8 huyện, thành phố, làm hơn 13.000 con lợn chết và phải tiêu hủy với trọng lượng lên đến 513 tấn. Trước khi đến với hai chuyên mục cuối bản tin, mời quý vị chiêm ngưỡng cảnh nô nức của lễ hội đánh cá Đồng Hoa ở Đầm Vực, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có truyền thống hơn 300 năm. Mỗi tháng 5 âm lịch, cả làng Nam Viên và nhiều người từ các vùng lân cận đổ về Đầm Vực để tham gia vào lễ hội này. Đầm Vực có diện tích khoảng 30 ha, là một lạch nước sâu rộng, có dòng nước mát và nhiều hang động đầm lầy. Nơi đây là môi trường sống lý tưởng cho các loài cá nước ngọt như chép, lóc, chê, ngạo. Sáng sớm ngày 29 tháng 6 vừa qua, hơn 300 người đủ lứa tuổi bị bõm xách theo nơm, xô nước, bao tải đến Đầm Vực thì nhau bắt cá. Theo tư liệu lịch sử xã Xuân Viên, nguồn gốc lễ hội có từ đầu thế kỷ 18 thời Hậu Lê. Để bảo vệ nguồn thủy sản ở Đầm Vực, hào trưởng tên Đậu Danh Khiêm, con của Đức Đại Vương Đậu Danh Phương, Đỗ Tam Trường thời vua Lê Trung Hưng nhưng không theo con đường khoa bảng, lại về làm xã trưởng, xây dựng quê hương Xuân Viên. Ông Khiêm đã thảo hương ước quản lý làng xã với 5 điều khuyên và 10 điều cấm kỵ, trong đó có cấm bắt trộm cá Đầm Vực. Ngày nay, lễ hội không chỉ thu hút người dân trong vùng mà còn có sự tham gia của nhiều du khách và những người yêu thích văn hóa dân gian. Những khoảnh khắc vui tươi, hồi hộp khi câu cá tại Đầm Vực không chỉ là trải nghiệm sinh hoạt mà còn là dịp để gắn kết con người với nhau và với quê hương. Như thường lệ, mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển động sáng nay. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở thành một vấn đề cấp bách và quan trọng. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có những chia sẻ cụ thể về hướng đi để củng cố và nâng cao mức độ bảo vệ cho người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử trong nước. Theo đánh giá của ông Trung, thương mại điện tử không chỉ đơn giản là một kênh mua sắm tiện lợi mà còn là công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Nó đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và góp phần quan trọng vào nền kinh tế số của đất nước. Số lượng người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam năm 2023 đạt gần 61 triệu người và ước tính mỗi người chi tiêu cho mua sắm khoảng 336 đô la Mỹ, tương đương hơn 8,5 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, hạ tầng cho thương mại điện tử và những công nghệ mới đã được triển khai và Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển thương mại điện tử không thể bỏ qua việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vấn nạn lợi dụng thông tin cá nhân, bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái hay lừa đảo người tiêu dùng vẫn là những vấn đề cấp bách mà cần có các giải pháp cụ thể và hiệu quả. Số liệu của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương cho thấy, trung bình mỗi năm, đơn vị xử lý từ 500 đến 2.000 khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến giao dịch online. Việc ban hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 được ông Trung nhấn mạnh là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng. Theo ông, luật này đã bổ sung nhiều điều khoản cấm hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng như cấm yêu cầu người tiêu dùng mua thêm sản phẩm không cần thiết để giao dịch hay cấm ngăn cản người tiêu dùng kiểm tra thông tin về sản phẩm, hàng hóa trước khi mua. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của việc công khai thông tin từ các đơn vị kinh doanh trên mạng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm, hàng hóa an toàn và chất lượng hơn. Về mặt giải pháp, ông Trung đề xuất cần tăng cường sự hợp tác giữa các bộ ngành chức năng trong việc thi hành pháp luật và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là thông tin về sản phẩm và dịch vụ. Cuối cùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh rằng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ và các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi có sự đồng lòng và sự hợp tác chặt chẽ từ các bên liên quan thì việc phát triển thương mại điện tử
mới thực sự bền vững và mang lại lợi ích to lớn cho cả xã hội và người tiêu dùng. Anh ơi, có nhóm em gần đẻ rồi, anh dẫn em vô bệnh viện Chợ Rẫy giúp em cái, anh Từ Vũ giúp em cái. Anh ơi, khách của em gần đẻ rồi, anh dẫn giúp em đến bệnh viện Từ Vũ với. Tiếng của tài xế thống thiết khi nhìn thấy cảnh sát giao thông trên đường. Chuyên mục Chuyện Tốt hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một hành động tức thời của một tài xế và hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã giúp mở đường chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu, thuận lợi đón em bé ra đời. Đoạn clip được đăng tải bởi anh Lê Bá Đại, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Dương, chính là tài xế điều khiển ô tô chở vợ chồng sản phụ. Anh Đại kể, sáng 29 tháng 6, trong suốt quãng đường từ thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến bệnh viện Từ Dũ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thấy sản phụ đau đớn thì anh vô cùng lo lắng sốt ruột. Khi xe vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ 30 sáng, đã gặp dòng người đông đúc khiến xe phải di chuyển chậm. Anh Đại một mặt trấn an vợ chồng sản phụ, mặt khác tìm cách để có thể di chuyển nhanh hơn. Tài xế cho biết khi thấy hai cảnh sát đang đi tuần tại giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, anh vội chạy theo nhờ dẫn đường để có thể đưa sản phụ đến bệnh viện nhanh hơn. Ngay lập tức, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy xe đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hai chiến sĩ xuất hiện trong clip là Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công thuộc đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, hai chiến sĩ được phân công tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Đa Cao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Thắng và Công nhận được yêu cầu trợ giúp từ tài xế ô tô đã nhanh chóng bật còi, đèn báo hiệu ưu tiên, mở đường đưa ô tô đến bệnh viện chỉ trong ít phút. Sau đó cả hai quay lại làm nhiệm vụ. Chồng của sản phụ tâm sự rất cảm ơn tài xế Bá Đại là người quen của gia đình và đợi khi tình hình vợ con ổn định, anh sẽ tìm cách cảm ơn hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hết lòng hỗ trợ mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Tin Sáng ngày 1 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.